chào mấy em. Hello, đừng mà. Rồi thằng Ngát à, thằng Thiện mất má, thằng Thiện tắt cua rồi. Thằng Thiện quẹo cua gắt má ơi. Cái xe hai người lái, người ngồi chơi, người không. Ơi, ông này lái ruộng vòng rồi nhỉ? Ông lái lẹ. Đụng này, đụng này. Ôi. Ghê vậy. Không, nó bị ấy chứ bộ. Bây giờ như ý muốn của bạn chị. Cảm giác nó đụng, người đụng mà. Như ý muốn của bạn chị để người đụng. Thằng Thiện bẻ cu gắt nữa nè. Thằng Thiện nó này nó không đi lái hả? Thằng Thiện phải bẻ cu gắt của mày. Ông kia mới chạy lại hả? Rồi, bay luôn rồi. Ông này ông chạy, ông chạy được đúng theo một lộ trình luôn. Đây, hai đứa kia nó bị đứng luôn rồi. Đúng mà không chạy được, nên tắt máy. Không có kỹ năng. Ủa chạy được tới bao giờ chạy? Thì chỉ chạy sao ổng có một người thôi á, mà bây giờ ông này ông đã lạ gì thảo thảo. Vì chị mình có thảo méo hy sinh nhưng mà đụng lắm á. Ông nãy chạy đúng rồi. Ông này chạy nhanh nè. Mày thấy con ông áo đỏ kìa. Cách thì có người, mà giờ ông cách thì được lên vòng luôn á. Chạy hơn thằng Thiện hai vòng luôn rồi á. Thật sự nó không lái. Ông này nè. Ủa phải ổng không phải thằng Thiện? Rồi đúng đó rồi. Chạy đi tới khi nào? Thằng Thiện là bẻ cua gắt. Ổng lên nè kìa thấy không? Nó đỏ bao lẹ luôn. Ủa thằng Á thì bỏ rồi. Bon joie, bon joie.